của Táo Xe. Và hôm nay thì như các bạn đang nhìn thấy đây, đây là bộ trang phục Violet, hoặc nữ hoàng pháo hoa. Một bộ trang phục mà có thể nói là mình đã được sở hữu free theo ngày đây anh em nhá. Có nghĩa là các bạn sẽ được dùng thử bộ trang phục siêu hot này của Violet thông qua cái đợt event lần trước ấy, cái đợt event U23 Việt Nam ấy, thì các bạn nhập code sẽ được bộ trang phục này như là thẻ thử một ngày. Đấy, thì đây là bộ trang phục Violet mà mình thấy rất là đẹp, và nhân tiện cái event nó tặng như thế này thì mình cũng làm luôn một clip cho anh em thấy là Violet mạnh như thế nào trong cái phiên bản thời hạn xạ thủ, cũng như là Violet đẹp như thế nào trong cái bộ trang phục Violet nữ hoàng pháo hoa. Rồi, và rất là nhiều anh em đặt cái sự nghi vấn mỗi lần mà Táo Xe cầm rừng. Và hôm nay thì mình sẽ cầm Violet và đi rừng anh em nhé. Và mình sẽ đánh một cách cẩn thận nhất để anh em có thể gọi là xóa bỏ cái hồ nghi với những định tướng đi rừng đến từ Táo Xe. Nào, tất cả hãy cút ra. Holy shit. Đúng rồi, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Các bạn cứ lăn lộn và bắn, so easy. Mình thì mình không có bí kíp gì cả, nhưng mà chơi game MOBA thì điều quan trọng nhất vẫn là những tình huống mà các bạn có thể cầm được và suy đoán được những cái mà sắp diễn ra, những tình huống sắp diễn ra của trận đấu, thì anh em sẽ rất là thuận lợi. Làm sao như thế nào? Dám lên đây mà farm này, dám lên đây farm này, sai lầm quá lớn rồi. Rồi mình sẽ lên một đôi giày cho Violet có thể chạy nhanh hơn. Ưu tiên là phải lên được cái đồ rừng 500 tiền trước anh em ạ. Không biết là cái ưu tiên đấy có sai lầm hay không, nhưng mà đấy là sự ưu tiên của mình. Đấy, và sau khi lên được đôi giày 250 tiền thì mình sẽ hoàn thành cái món đồ rừng, và sau đó thì sẽ lên tiếp một cái item mới, hoặc là sẽ lên một đôi giày lên hoàn thành đôi giày của mình. Nói chung là tùy vào từng trận đấu và từng cái tình huống mà mình sẽ lên đồ cho vị tướng của mình. Mặc dù mình không phải là một game thủ chơi hay cho lắm, nhưng mà nói chung là cũng có kinh nghiệm đánh MOBA rất là nhiều năm rồi. Ok, chúng ta đã có cái trụ bốt rồi, và bây giờ thì sẽ ra ăn với con rồng chắc chắn rồi, với một cái lực lượng đông đảo và áp đảo kẻ thù ở đường dưới như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta lại không ăn con rồng ở giai đoạn đầu game này. Rồi, nào, chạy đi. Ôi trời ơi, đặt cái quả gọi là đặt cái quả skill mà mình buồn hết cả người anh em ạ. Thánh thần ơi. Rồi, quay trở lại đây và ăn con bùa xanh khổng lồ thật kỹ. Đấy, Violet ở thời điểm bắt đầu chấm lở như thế này là đã bắt đầu cảm thấy hơi mạnh rồi đấy. Không phải đùa đâu, không phải dạng vừa đâu. Nào, đấy, làm rất nhanh luôn, có thể ép mọi thể loại đường luôn. Nào, xem có ai trốn trong đây không nào. Mình sợ nhất là mấy thanh niên trốn bụi anh em ạ, nguy hiểm. Đấy, farm phải thật nhanh. Farm chậm cái là biết tay nhau với đội bạn ngay. Đấy, ganh được thì ganh, mà không ganh được là phải đi farm ngay anh em ạ. Tránh việc là để gọi là hút tài nguyên vào trong tay của kẻ địch cũng như là của đồng đội. Đồng đội nhiều ông nhanh lắm, cứ chớm là mình không ăn cái là ông ấy ăn ngay, thậm chí là ông ấy còn cái ép cơ. Thế là mình cứ phải nhanh và xử lý. Vâng, đã có 2 thanh niên ra đi rồi. Úi giời ơi, to quá nhỉ. Úi giời ơi, ghê quá nhỉ. Úi giời ơi, hổ báo cáo trồn. Hổ báo cáo trồn. Nào, hổ báo cáo trồn nào đây. Nào vào đây, nào vào đây. Bình tĩnh rồi, pha vừa rồi thì mang tiếng là Zuka ăn được mạng của Trời ơi, Hải thì bắn thoải mái luôn, không bao giờ trúng được Violet. Bởi vì cái tầm xa của cái skill 1 đến từ Violet nó phải gọi là quá khó chịu rồi. Rồi, như vậy là pháp sư của chúng ta lại có tình huống bán mạng cho Triệu Vân. Nói chung là đồng đội làm được bao nhiêu là mấy ông đem ra gửi lại cho kẻ thù bấy nhiêu rồi, và không có giữ lại được cái gì luôn đấy. Và 4 mạng lại trả đủ cả 4 cái này là hỏng rồi. Ok, chúng ta bây giờ chỉ còn lời mỗi một gọi là con rồng thôi. Nào nào nát nào, thôi xong rồi. Vâng, cứ ngỡ tưởng là có thể gọi là ăn được mạng của Violet, nhưng rất tiếc là ăn được mạng của Violet thì Violet bên team mình cũng đã phải ra đi mất rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, mình lại sợ bạn quá, mình lại sợ bạn quá, mình lại sợ bạn quá. Nào vào đây, vào đây, vào đây. Rồi, ngu người rồi, ngu người rồi. Chạy đi, chạy đi. Rồi, không chạy được rồi. Cái này thì ai dám. Cái này thì bắn con Táo Xe này. Ngu người đấy. Ngu người làm cái gì đó. Đừng bạn ơi, đừng. Tất cả mọi sự hổ báo đều phải trả giá hết. Và người vừa phải trả giá trong cái tình huống gọi là lao vào rừng của Táo Xe đó chính là Triệu Vân. Rồi, chạy hộ cô gái. Chạy làm sao được bây giờ đây, khi mà Táo Xe đã ở đây rồi thì làm gì còn con đường nào nữa ngoài con đường chết. Ok. Nào. Ôi, còn đang định bắn con tộc trưởng mà cuối cùng lại bắn nhầm vào con vô đỏ. Quá đen cho anh. Ok. Holy shit, anh em ơi, ra ăn rồng nào. Ăn xong con rồng này có lẽ mình sẽ thu về để regen mana thôi. À đây rồi, có cái bùa xanh của team bạn ở đây luôn này. Nhưng mà thôi, sợ lắm, không có vào đâu. Nhưng mà lòng tham nổi lên. Thôi xong rồi, không qua. À, làm cái gì ở đây, Đuổi ai. Bắn thường luôn, không cần phải chơi nhiều cả. Chấp luôn. Rồi, chấp luôn. Không cần skill luôn anh em ạ. Một khi đã máu đến hỏi bốn cháu là ai. Rồi, về Digen và ôi, lại còn làm nguyên được cái bộ mùa mới phanh của thanh niên Violet đấy chứ. Nhưng mà đồng đội của mình thì vẫn nát. Không hiểu. Ôi ôi, lắc. Có một chút lắc anh em ạ. Lại cá liều này, vâng. Con cá lát này lại còn liều, cá lát còn liều. Đừng bạn ơi, Bậy rồi nha. Chạy hộ tôi gái. Rồi, về đép cái đã, không phải lát mất cái thứ hai ở đường trên thì đúng là cánh nhỏ đấy. Tội liều. Nào, ăn nhanh, ăn nhanh, ăn nhanh. Win được chưa các bạn ơi? Win được chưa? Ôn được chưa? Giờ còn sợ ai nữa đây? Ôi, lại gì nữa? Lại gì nữa? Lại gì nữa? Hả? Lại làm gì? Lại làm gì nữa đây? Hả? Nào, 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 nào. Đừng có bậy. Tim không có tanh cơ, đánh sột lắm anh em ạ. Ôi, đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Triệu Vân nó chỉ nhằm, để nó chơi mình thôi. Bình tĩnh rồi. Mình bắn được cái đoạn này. Đoạn này chưa gì hả? Đoạn này thì sợ méo gì. Chưa có vấn đề. Với mình tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Nói chung là muốn thắng được combat này thì ông rồi mất kim tông rồi. Ông Alice phải thả đi chuẩn và ông pháp sư bên team mình cũng phải gọi là có những tình huống thả skill nó hợp lý thì may ra mới có chỗ để cho mình bắn được. Chứ mình mà cứ đứng sơ hớ người ra mà bắn thì chắc chắn rồi. Mấy cái thằng bên kia nó sẽ xiên mình ngay. Bọn này nó nhanh lắm. Rồi, ở trên top có biến rồi. Còn pháp sư của chúng ta lại bị pháp chế rồi. Và làm xuống. Tuyệt vời. Nào. Chạy hộ. Chạy hộ cái. Trời ơi, lăn lộn bắn quá đã luôn. Bắn phải gọi là nã tay luôn anh em ạ. Màu 3 gọi là quét sạch tim bạn luôn. Bảo rồi, đừng đùa với tôi. Đùa với tôi là chưa bao giờ có một cái kết cục gọi là tốt đẹp cả. Trời ơi, tí nữa là hẹo rồi nhá. May cho bạn là mình còn gọi là tha thứ ấy. Ok, các bạn cứ yên tâm. Rừng này là chắc chắn là mình sẽ quét rồi. Không bao giờ mình tha cho rừng của team bạn, gọi là mỗi khi mình thắng combat là mình phải vào mình quét sạch rừng luôn. Nếu mà không pay được nhà. Ui giời ơi. Anh em thấy bắn đã không? Bắn tay không cũng đã rồi chứ đừng nói là những pha lăn lộn của Violet nữa. Bắn quá sướng. Nào, ui rồi. Nào. Ui, một cái này. Ui, hai cái này. Nào, vào đây. Bạn nào muốn thử trước nào? Con cá lát này, con cá lát này. Chưa bao giờ mình sợ con cá lát này luôn. Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ có chuyện đấy luôn. Chưa bao giờ. Rồi. Thôi xong rồi. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Nào, đuổi đây. Đuổi hộ. Chết đi bạn ơi. Chết đi. Rồi. Tự nhiên mình lại bị chết một mạng bởi thanh niên Triệu Vân. Có phải đây là điểm không? Điểm báo tin bạn lật kèo chăng? Rồi, thanh niên pháp sư bên mình đi đâu á? Khó hiểu quá. Rồi, Alice đã không thể chịu đựng được thành viên của team nữa thì đã buông lời chỉ bới rồi. Xúc phạm người chơi rồi. Nhưng mà phải nói là những cái tình huống đấy là tình huống rất là chối lòng đến từ những pháp sư bên mình. Còn mình sẽ cổ vũ anh em một chút nữa để có thể chiến thắng trận đấu này. Anh em cứ cố lên. Có công mài sắt có ngày mòn ra tay. Cứ cố lên. Cứ miết thật nhiều màn hình vào là chúng ta sẽ thắng rồi. Cứ chăm chỉ miết vào. Rồi thanh niên còn ít máu đi về đi bạn ơi. Không nó lại cho một nhát là thăng thiên bây giờ. Nào, định ăn cái gì. Định. Vãi rồi. Ôi, thanh niên vẫn chưa về luôn kìa. Thật. Lâu này nó còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Đến khi nào đây? đó chính là theo Anat mà. Còn một vị được theo Anat nữa cơ mà. Theo Anat nữa cơ. Nào, đép hộ trụ mình